Chào mừng anh em đã đến với kênh game bài kiếm tiền. Hôm nay thì với số vốn 250k thì mình sẽ chơi cái con game bài sóc đĩa trực tuyến này nha. Thì với những anh em nào mình chưa có link thì mình có để link dưới phần mô tả, anh em chỉ cần bấm vào là tải về, rất là đơn giản luôn, và liên kết số điện thoại để nhận 10k trải nghiệm game nha. Thì trong video mình có để 5 coder trị giá mỗi coder 20k. Anh em nào xem mà đã tải game về sẽ nhận lọc cho mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái thủ thuật mà anh em có thể ăn 100% cái con game bài sóc dĩa online này. Với những thủ thuật này thì anh em có thể hạn chế khả năng thua và tăng xác suất anh em thắng. Nếu anh em quản lý vốn tốt thì chắc chắn anh em sẽ chiến thắng trong cái con game bài sóc dĩa online này. Ok, thì thủ thuật thứ nhất đó là anh em phải biết quản lý vốn. Thì tất nhiên rồi, khi mà anh em chơi thì không thể nào anh em có thể thắng 100% được. Vì vậy mình hãy chia nhỏ số vốn mình ra để mà mình có thể đánh nhiều lệnh và gia tăng cái xác suất mà mình chiến thắng cái con game này. Thì tất nhiên là mỗi lần anh em không được đánh quá 5% cái tổng cái số vốn mà anh em, ví dụ như mình là 250k thì tối đa của mình là mình chỉ đánh 10k đến 15k là tối đa thôi. Nhưng thường là mình chỉ đánh 10k. Đó là một số cái mẹo mà mình có thể chiến thắng được trong cái con game bài sóc đĩa online này. Thì tất nhiên là với 10k mà cái xác suất mình là mỗi lệnh là trên 60% thì rất là khó để anh em có thể thua. Và chắc chắn anh em sẽ chiến thắng trong cái con game bài này nếu anh em áp dụng vào cái thủ thuật thứ hai, đó là anh em phải nhìn 20 ván về trước. Thì con game này á, nó lập trình sẵn rồi anh em. Anh em chơi á, mình để ý là nó lập trình sẵn rồi và nó có một cái liên hệ liên kết nào đó mà anh em nhìn và anh em cảm giác được là con tiếp theo nó ra con gì luôn. Cái cảm giác đó, đó là nó cái hình học thôi. Và anh em để ý á, là khi mà chơi á, ví dụ mình nói đơn giản nè, khi mà nó đang ra cầu bọt đi, nó ra liên tiếp 5-7 cây chẵn hoặc 5-7 cây lẻ đi, thì tối kỵ của anh em là không được đánh đảo cầu. Có nghĩa là khi mà nó đang ra chẵn á, thì anh em đừng có đánh lẻ. Từ khi là anh em nhìn vào cái hình học á, ví dụ như nó là chẵn chẵn lẻ lẻ, chẵn chẵn lẻ lẻ, thì anh em mới đánh đảo cầu thôi. Còn khi mà nó đã ra gãy cầu, nó ra liên tiếp, thì anh em không được đánh ngược cầu. Phải đợi nó ra ngược cầu anh em mới đánh. Mình không được đánh gãy cầu nha. Đánh gãy cầu rất khả năng là mình sẽ thua. Trừ khi là anh em đánh 5% thì thua thì ít. Nhưng mà khi anh em đánh mà nóng máu lên đó, thì trong vòng vài lệnh nó ra liên tiếp, ví dụ như đang ra chẳng 5 cây lĩa đi, anh em nghĩ là nó sẽ ra chẳng đúng không, và anh em đánh chẳng và cây tiếp theo anh em thua, và anh em đánh double lên thì rất khả năng là sẽ cháy. Tại vì con game này khi nó ra liên tiếp luôn, và mình không biết khi nào nó gãy cầu đâu. Vì vậy khi mà nó ra liên tiếp thì anh em cứ đánh liên tiếp, đánh theo cầu, nghĩa là mình đánh theo sóng đó. Mình đừng có mua ngược cầu hay gì đó. Từ khi nó ra cầu đảo, ví dụ như vậy nè, nó ra là chẳng lẽ, thì anh em khi mà tới cây thứ tư thôi là anh em bắt đầu đánh đảo cầu. Ví dụ như chẳng lẽ là anh em đánh đảo cầu nè, mình không có đánh xuôi cầu, mình đánh ngược cầu. Ví dụ nó ra chẳng lẽ thì cây tiếp theo là anh em đánh chẳng, là chính xác, là xác suất anh em ăn rất là cao, tầm khoảng 6-70% là nó ra cầu đảo, nó ra liên tiếp 6-7 gián vậy đó. Thì anh em cứ đánh đảo cầu là chắc chắn anh em về xác suất là anh em thắng. Mình không nói là 100%, nhưng về xác suất mà anh em chiến thắng là 6-70% rồi. Nên mình không có đánh tất tay là như vậy. Mình đánh chia đều cầu ra, mình đánh dài hạn lên, thì chắc chắn là anh em rất khó thua. Chứ không phải là mình luôn luôn thắng, nhưng anh em rất khó thua. Cho dù thua thì với cái thủ thuật mà soi cầu online này thì anh em
sẽ gỡ lại rất là nhanh. Và thường là trong tất cả cái clip mà mình làm á, thì thường mình làm một lần, ít khi nào mà mình làm lần thứ hai, hoặc là mình quay lại, hoặc là mình bỏ á. Mình làm một lần, mình đánh một lần liên tiếp à. Một là về vốn, hai là mình thắng thôi. Rất là ít cái trường hợp mà mình thua. Và mình không hề quay lại nha anh em, mình không hề ở những cái clip đó, mình không có thời gian để làm, nên mình rất ít là mình quay lại lắm. Thường là mình quay một lần và chiến thắng hoặc là quay vốn thôi. Nên cái thủ thuật này thật sự, nếu anh em mà chơi trong ngành trong nghề, anh em mà tìm hiểu kỹ á, thì ba cái thủ thuật này thì chắc chắn anh em chiến thắng rồi. Thứ nhất là anh em phải quản lý vốn thật là tốt này. Thứ hai đó là anh em phải biết soi cầu sóc đĩa này, và anh em nhìn á, đánh theo cầu và mình không có gọi là mạnh bên nào hết á, nó ra con nào mình đánh con đó. Ví dụ nó ra đen, nó ra ba đỏ liên tiếp 5-7 cây, anh em đánh sấp 3 lẻ, anh em có thể mua thêm 3 đỏ thì chắc chắn anh em cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao. Hoặc là nó đen ra sấp 4 đi, 4 đỏ liên tiếp đi, anh em cứ đánh 4 đỏ và đánh thêm cái chẵn nữa thì khả năng cao nó ra 4 đỏ rất là cao. Cái thằng máy nó là vậy đó, khi nó ra liên tiếp, mình đừng có nghĩ là nó ra rồi nó không ra nữa. Khi nó ra liên tiếp. Vì vậy anh em, khi mà mình đánh cái con sóc dĩa online trực tuyến này á, thì mình không được mạnh nha. Anh em thấy nó ra, anh em cứ đánh theo nó. Nó ra chặn, anh em đánh chặn. Nó ra lẻ, anh em đánh lẻ. Thì anh em thắng thôi. Và khi mà vào cái cây bài nó xấu quá, ví dụ như chặn lẻ, hoặc là chặn lẻ, nó ra mà nó không có 3-4 cây liên tiếp chặn, hoặc 3-4 cây liên tiếp lẻ, thì anh em đừng có chơi. Hoặc là anh em chơi cầm chừng thôi, đừng có đánh cái cách này á, mà anh em vào những cái ván mà nó 4 cây liên tiếp, có những ván 3-4 cây liên tiếp thì anh em chiến thắng rất là dễ. Nhiều khi á, là trong vòng 20 ván á, mà nó có trong cái ván nó không có cây nào mà lẻ hoặc chẵn đứng một mình hết, nó luôn luôn ra 2-3 cây liên tiếp á, thì khả năng cao anh em thắng rất là cao. Nên là cái con game bài sóc đĩa online này á, thì mình chơi mình cũng phải có thủ thuật nha anh em. Tất nhiên rồi, thằng nhà cái không bao giờ muốn anh em thắng hết, chắc chắn nó muốn anh em thua. Thì cái thủ thuật thứ ba, cái thủ thuật này là mình chỉ là cảm giác thôi nha, chứ chưa chắc gì là nó là cái mẹo hết đó. Đó là anh em phải để ý cái ván thằng nhà cái chắc chắn nó phải ăn cửa nào nhiều tiền để nó chung cái cửa ít tiền. Thì anh em để ý là khi mà anh em nhìn cái số dây á, mà nó gần hết á, mà anh em thấy cái cửa nào nó ít tiền á, thì anh em lót cho mình khoảng 1% số tiền thôi, lót thôi. Có nghĩa là khi anh em đã đánh rồi, và tiếp theo là anh em lót thêm 1-2 ngàn gì đó. Cái cửa nào mà ít tiền nhất, ví dụ như 4 đỏ cửa đó không ai đánh, hoặc 4 trắng, hoặc 3 đỏ 3 trắng cửa đó không ai đánh, thì anh em có thể lót 1-2 ngàn vô. Nhiều khi thằng cái nó sẽ ăn tất cả cái cửa để nó chung cái cửa ít tiền nhất. Đó là cái xác suất thôi nha. Và nếu anh em đánh điều tay thì chắc chắn anh em phải thắng, tại vì nó sẽ ăn cửa nhiều nhất để nó chung cửa ít nhất, nhưng nó không thể nào nó là lộ liễu đâu nè. Nó sẽ hài hòa, có nghĩa là về xác suất, ví dụ 100 ván nó sẽ ăn tầm khoảng trên 50 ván nhiều để nó chung dưới 50 ván ít để nó ăn cái chênh lệch. Nó không thể nào nó ăn lộ liễu là anh em gì với cái tẩy nó liền. Nên là khi mà anh em chơi, anh em phải trải dài thời gian ra, mình đừng có đánh trong vòng 5 phút hoặc 10 phút là anh em sẽ chiến thắng. Đừng, anh em phải nghĩ là trong vòng 3 đến 30 phút đến 1 tiếng anh em sẽ thắng. Thắng 5 đến 10% số tiền thôi. Anh em đừng có nhiều, ví dụ như vốn mình là 250k. Mình mục tiêu của mình là một là về vốn, hai là ăn 50 ngàn. Đó là trên 20%. Đó, xác suất là từ 20% đổ lại thôi. Và chắc chắn là mình cam đoan với anh em là chưa cái
có cái clip nào mà mình quay mà mình bỏ đó. Mình chơi là mình chơi liên tiếp luôn. Mình chơi mình quay một lần mà ít khi nào mình bỏ và cũng ít khi nào mình thua luôn. Mình cam đoan với anh em là chưa từng, rất là xui lắm anh em mới thua thôi. Còn mình nhây một tí là mình vừa vốn. Ví dụ như mình thường là mới vô mình thua liên tiếp 5-7 cây đi, nó còn thua 5-7 lệnh đi, thì từ từ mình cũng gỡ lại vừa vốn rồi mình kết thúc video. Nên là khi mà anh em chơi riết là nó có cái bản năng sát thủ luôn, kiểu như mình biết là lệnh nó sẽ bao nhiêu phần trăm nó ra. Chơi riết là nó quen anh em, chơi riết là mình thắng nhà cái luôn. Chưa tính là anh em được lên VIP nè, rồi anh em được thưởng cuối tuần là đó. Khi mà anh em chơi cái số tiền lớn, ví dụ như mình để 250 mình chơi 10.000 để quay clip cho anh em. Khi mà anh em quay anh em chơi 1 triệu đi, mỗi lần đánh 50.000 đi là 5% đúng không? Thì cái lúc đó nó sẽ khác anh em. Lúc đó là anh em sẽ thắng rất là nhiều. Nếu mà anh em trải dài cái số tiền đó ra, mình đừng bao giờ mình đánh là tắt tay số vốn. Mình không bao giờ chắc chắn là mình sẽ chiến thắng 100% đâu. Nên là anh em chơi thì mình cũng phải có một cái thủ thuật nhất định. Và nói chung là anh em nào mình chưa có game, chưa có link tải game, thì hãy tải game này về. Sau đó là anh em trải nghiệm con game này, thì mình liên kết số điện thoại thì sẽ nhận được 10k. Thì anh em vào nổ bơm hay là 3k gì đó, thì mình chơi từ nó cũng lên thôi. Chưa tính điểm danh chặt rìu. Nếu anh em nào mà chơi con game bài Bitbox á, thì anh em được rìu miễn phí liên tục luôn. Và anh em đủ 20 rìu, 25 rìu vàng, anh em chặt một phát trúng 5-7 triệu rất là ngon. Nên là nếu mà có tải thì ưu tiên là tải Bitbox, còn không thì mình có thể tải The Win, Kufun, Alvin, đó, Rit. Những cái trò này là mình thấy là nó công bằng và nó ít có soi nhất luôn. Anh em chơi thì có khả năng chiến thắng rất là cao. Alvin nữa, ok. Thì nói chung mà để mà chiến thắng cái con game bài tốc dĩa online này á, thì anh em cần phải có một số cái thủ thuật nhất định thì mình mới chiến thắng được cái con game sóc đĩa trực tuyến này nha. Thứ nhất là anh em không được đánh quá số tiền mà anh em đang có. Ví dụ như anh em chỉ đánh tối đa của anh em là 5% thôi. Còn lại nếu mà anh em đánh chắc ăn nhất là chỉ đánh 1-2% thôi, là cái tỷ lệ mà anh em thắng 100% trong cái con game sóc đĩa online đổi thưởng này là hầu như là 100% luôn. Anh em nghe mình nè. Và cái mẹo thứ hai đó, cái thủ thuật thứ hai đó là anh em phải biết soi cầu. Thì lúc nào mình cũng để 20 ván nó hiện ra để mà mình phân tích kỹ thuật, chứ mình không có đánh hậu đánh lụi nè. Đánh hậu đánh lụi là cực kỳ dễ thua luôn. Mình không bao giờ chơi đánh ẩu đánh lụi, và mình đánh là có quy tắc hết. Tất cả các lệnh mình đánh đều là có xác suất thắng trên 50% thì mình mới chơi. Còn nếu không thì mình sẽ không bao giờ chơi. Bởi vậy là khả năng mình thắng rất là cao luôn. Mà cho dù có thua thì thua cũng rất ít nha anh em. Cho dù thua thì thua cũng rất ít, nhưng tỷ lệ thắng mình là trên 6-70%. Nếu mình câu giờ, mình chơi dài hạn thì chắc chắn mình sẽ thắng thôi. Vừa thắng tiền mà vừa lên VIP nữa. Nên anh em chơi con game sóc đĩa online này thì mình phải kiên nhẫn nha. Cái đặc biệt của cái con game này là anh em phải kiên nhẫn, tại vì mình đánh không bao giờ. Ok, thì mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào mà xem thấy hay và muốn trải nghiệm cái con game bài này thì hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả video và tải về hoàn toàn miễn phí anh em. Em có thể liên kết số điện thoại và nhận tiền, sau đó anh em vào trải nghiệm game. Thì nói chung là nếu anh em không muốn nạp tiền thì anh em có thể là chơi từ từ bằng cái số tiền mà nhà cái họ thưởng cho mình, thì chơi từ từ thế nào cũng lên thôi, bảo đảm với anh em là không bao giờ thua. Ok rồi, chúc anh em chơi con game bài sóc đĩa online thắng lớn.